À, bây giờ đồng chí muốn tôi xuất trình giấy tờ đúng không? Đi cấp điện thoại đi. Đi làm gì chị cầm điện thoại chị quay gì ai? Hả? Sếp của đồng chí là nói là có bất cứ gì thì cứ quay phim lại cho. Sếp nào chị? Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông. Ờ thế à? Hả? Bây giờ đồng chí nói tôi vi phạm, đồng chí nói tôi vi phạm cái gì? Điện thoại đi. Đồng chí nói tôi vi phạm cái gì mà đòi kiểm tra? Bây giờ đồng chí muốn gì? Đồng chí muốn tôi gì? Muốn tôi vi phạm cái gì hoặc là muốn làm cái gì thì đồng chí cứ nói đi. Đồng chí cứ nói đi. Chị bỏ điện thoại xuống thì làm gì? Lợi dụng quá muốn lấy điện thoại quay cũng làm sao? À chị. Bây giờ đồng chí hiểu tôi lại đây để làm gì? Đồng chí cứ nói đi. Đồng chí cứ nói đi. Tôi yêu cầu chị kế hoạch kiểm tra, em đi kiểm tra tôi cũng kiểm tra kế hoạch nha. Nhưng mà yêu cầu chị vậy, xin giấy tờ. Vậy cho tôi xem cái biên bản kiểm tra giấy tờ mà có cơ quan của đồng chí ký tên, có đóng dấu của cơ quan của đồng chí. Được không? Tôi là công dân gương mẫu. Chị làm cái gì mà chị cầm điện thoại đây? Tôi đưa kế hoạch ra thì chị tôi thu điện thoại chị ngay đấy. Thì đồng chí cứ đưa kế hoạch đi. Đồng chí cứ đưa kế hoạch ra đi. Thu điện thoại đây. Đồng chí không có quyền gì tịch thu điện thoại của tôi hết. Ủa chị có quyền gì mà chị cầm điện thoại chị quay cho tôi? Chị hỏi ý kiến tôi chưa? Báo chí hay là có quyền hay là cái gì? Chị hỏi ý kiến tôi chị cầm điện thoại. Bây giờ sếp của đồng chí nói là có vấn đề gì cứ quay phim gửi cho sếp của đồng chí xem. Vấn đề gì? Vậy có vấn đề là có. Nếu như đồng chí làm đúng, các đồng chí làm đúng thì các đồng chí chẳng sợ gì hết. Đồng chí muốn đây. Bỏ người ta! Bỏ người ta! Cắt đi.